Hải Triệu và Hồng Nhi rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua Dễ Đâu phát sóng vào 6 giờ sáng trên kênh HTV7. Chương trình hôm nay bên cạnh một số sản phẩm Tết khá độc đáo, Mua Dễ Đâu sẽ không quên giới thiệu đến quý khán giả những thông tin về các bộ sưu tập thời trang làm đẹp mới nhất. Mời quý vị cùng theo dõi. Để chuẩn bị cho dịp Tết Canh Tý sắp tới, chắc hẳn nhiều quý khán giả đang tìm kiếm những sản phẩm trang trí mới mẻ và độc đáo, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến chú chuột. Trong đó thì bonsai dừa hình chuột đang là một trong những lựa chọn của rất nhiều người, khiến cho mặt hàng này liên tục cháy hàng dù giá bán khá cao. Sau đây là ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu. Bonsai dừa có lẽ đã quá quen thuộc tại các nhà vườn, nhưng bonsai dừa hình chuột lại là một sản phẩm mới trên thị trường cây cảnh năm nay. Bonsai dừa hình chuột có hai dáng, gồm dáng chuột đứng và dáng chuột nằm. Để có được những cậu chuột bonsai độc đáo này, nhà vườn đã phải mất thời gian dài từ 4 đến 6 tháng để ươm mầm và tạo kiểu cho cây. Nhà cung cấp mà sỉ cho những cái đơn vị ở tỉnh thì bây giờ đã hơn 600 con rồi, và ở vườn của mình á, vườn cơ sở ở dưới Bến Tre thì bây giờ là hầu như là không còn nữa. Các công đoạn tạo hình một chậu bonsai đều phải thực hiện thủ công, nên số lượng bonsai dừa hiện có trên thị trường khá ít. Do đó quý khán giả Mua Gì Ở Đâu nên sớm tìm mua loại bonsai độc đáo này để trang trí cũng như làm quà tặng trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Tùy theo kiểu dáng cũng như tuổi thọ mà loại cây cảnh này có giá bán khác nhau, nhưng chủ yếu dao động từ 550.000 đến 3 triệu đồng. Dự tính năm sau nhà vườn sẽ chuẩn bị các sản phẩm bonsai dừa độc đáo hơn cũng như bonsai dừa hình trâu để cung cấp đầy đủ cho khách hàng. Cũng giống như bonsai dừa, hoa hồng ngoại cũng được xem là một trong những loài hoa đẹp được ưa chuộng trong dịp Tết Canh Tý 2020. Vào thời điểm này thì nhiều nhà vườn tại thành phố Cần Thơ đã bắt đầu xuất vườn các giống hoa hồng ngoại để phục vụ thị trường Tết. Những năm gần đây, xu hướng chơi hồng ngoại cũng như nhu cầu chưng Tết bằng loại hoa này đã tăng lên khá mạnh. Màu sắc cánh hoa quyến rũ, cấu trúc hoa đa dạng cùng hương thơm dễ chịu là những ưu điểm nổi bật thu hút người chơi hoa. Ghi nhận tại một cơ sở cung cấp hoa hồng ngoại trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại đây đang có khoảng 300 giống hồng ngoại phục vụ khách hàng. Trong số này có cả những giống hồng được nhập từ các nước Mỹ, Đức, Nhật, Anh như hồng Triple Delight, Angela, Best Impression, Masora, Socorro Emmanuel. Tuy nhiên, điều khiến cho nhà vườn lo lắng là năm nay nền nhiệt độ thay đổi thất thường với biên độ lớn, nên một số giống hồng ngoại đã bị cháy lá, ảnh hưởng đến sức sống và năng suất của hoa. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn hoa để phục vụ cho nhu cầu chưng Tết của quý khán giả. Những câu chuyện cổ tích của Disney và các nhân vật như là Bạch Tuyết, Elsa, Lọ Lem đã nhận được sự say mê của hàng triệu khán giả trên thế giới. Và hình ảnh tráng lệ huyền ảo trong những câu chuyện cổ tích ấy nay đã được tái hiện trong bộ sưu tập trang sức mới của P&G mang tên Fire Your Marriage. Sau gần 2 năm chuẩn bị, P&G đã chính thức hợp tác cùng Disney để cho ra đời bộ sưu tập trang sức đầu tiên mang tên Fire Your Marriage, với hình tượng 5 nàng công chúa gồm Bạch Tuyết, Bella, Lọ Lem, Elsa và Anna. Tất cả sản phẩm đều được thiết kế đa dạng với hơn 120 mẫu, từ nhẫn, dây chuyền, hoa tai cho đến lắc tai và mặt dây chuyền. Trong đó, những đôi hoa tai và dây chuyền có hình bông tuyết mang đậm khí chất của nhân vật Elsa, hay các chế tác thủ công tinh tế của các chiếc lắc tay và nhẫn được cách điệu hình cổ xe biến rô trong câu chuyện của nàng Lọ Lem. Ngoài ra, những đóa hoa hồng trong câu chuyện Bella trong Người Đẹp và Quái Vật, mẫu nơ quả táo của Bạch Tuyết đều được tái hiện một cách độc đáo với những đường nét tỉ mỉ. Đặc biệt, biểu tượng của Disney với chú chuột Mickey vui tươi cũng là thiết kế đặc sắc của bộ sưu tập mà phụ huynh có thể chọn lựa cho các bé. Quý khán giả Mua Dễ Đâu có thể liên hệ trực tiếp đến các cửa hàng hoặc website của P&G để biết thêm thông tin chi tiết về bộ sưu tập. Kính thưa quý vị, trang điểm không chỉ làm đẹp cho người mà còn đem đến những cảm hứng sáng tạo đặc biệt. Với tài năng biến hóa đỉnh cao, những nghệ nhân make-up đã khiến nghề trang điểm trở nên khác lạ, độc đáo, mang đậm chất nghệ thuật hơn. Make-up art hay còn gọi là trang điểm nghệ thuật chính là sự dạo chơi và sáng tạo cùng màu sắc với những ứng dụng của kỹ thuật màu nước.
cách sử dụng những tông màu đối lập như tông ấm, tông lạnh hoặc là pastel, màu monochrome hay color block sẽ linh hoạt theo mỗi concept trang điểm khác nhau. Trong thời gian gần đây, khi xu hướng make up art đang dần trở nên thu hút người trẻ, thì các cơ sở đào tạo nghề cũng thường xuyên tổ chức thêm nhiều chương trình, workshop. Các chương trình này tạo điều kiện để những ai yêu thích về make up color có thể học hỏi và tìm hiểu thêm, đồng thời cảm nhận tốt hơn về màu sắc trang điểm. Thì đến đây thì mình học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm về những cái tông make up mới cho xu hướng 2020 và được trao dồi những cái kinh nghiệm mà trước đây mình đã học mà mình chưa có áp dụng được. Theo đó, make up art không chỉ đơn giản là sự tô vẽ màu sắc mà còn phải đặt chúng theo đúng những thứ tự sắp đặt để các tông màu tỏa vào với nhau và chuyển động một cách hoàn hảo nhất. Thông qua việc kết hợp màu sắc tuyệt đẹp cùng ý tưởng sáng tạo, các make up artist có thể xây dựng thêm hình tượng và phong cách với những dấu ấn riêng. Quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu quan tâm đến make up art có thể tìm hiểu thêm tại các trung tâm dạy trang điểm uy tín. Trong khi đó, nếu quý khán giả nào yêu thích giày và muốn có những trải nghiệm hoàn toàn mới khi tận hưởng các công nghệ giải trí hiện đại, thì sản phẩm mới nhất từ Drop Labs, giày Drop Labs F01 sẽ là sự lựa chọn vô cùng thú vị. Sử dụng công nghệ đặc biệt của Drop Labs, giày EB01 sẽ thu nhận các tín hiệu âm thanh mà người sử dụng nghe thông qua headphone, hỗ trợ các thiết bị điện tử khác và hỗ trợ như kết nối Bluetooth, biến chúng thành những rung động theo tần suất nhất định và kích thích vào xúc giác của bàn chân, từ đó mang lại cho người mang giày sự hưng phấn đồng điệu với âm thanh đang nghe. Cường độ rung động của chiếc giày có thể được dễ dàng tùy chỉnh và phù hợp với người dùng thông qua bộ headphone hiệu ứng dụng đi kèm với giày. EB01 hỗ trợ pin sạc cho phép hoạt động lên đến 6 giờ liên tục ở cường độ mạnh, với thiết kế thể thao đơn giản nhưng hiện đại và sành điệu, cùng chất liệu bền chắc giúp quý khán giả có những trải nghiệm giải trí tuyệt vời ở bất kỳ địa điểm cũng như địa hình nào. Sản phẩm hiện có mặt tại website chính thức của Drop Labs với giá khoảng 10,4 triệu đồng. Một kiểu tóc đẹp cùng những bộ trang phục lộng lẫy sẽ giúp quý khán giả trở nên cuốn hút và tỏa sáng hơn giữa đám đông, đặc biệt trong các buổi dạ tiệc chào đón năm mới. Chính vì vậy, tiếp nối phần mách nhỏ Tết tóc dạ tiệc với hai kiểu Tết tóc tuần trước, ngay sau đây, Mua Gì Ở Đâu sẽ tiếp tục gửi đến quý khán giả những mẫu tóc dạ tiệc độc đáo khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Kiểu tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tết tóc kiểu Pháp nhé. Và kiểu này thì chúng ta sẽ có hai phần tóc nhỏ hai bên để làm cho mái tóc của chúng ta sinh động hơn. Bước đầu tiên, bạn lấy một phần tóc bên trái chia làm hai phần rồi tết lại. Bước tiếp theo, làm tương tự với bên phải. Bước thứ ba, buộc hai phần của tóc vừa tết vào giữa. Tiếp theo, chia tất cả tóc thành hai phần và thực hiện tết hai cho đến khi hết tóc. Bước cuối cùng, cố định đuôi tóc bằng dây thun. Vậy là chúng ta đã có một kiểu tóc tết vô cùng dễ thương rồi, phải không nào? Xong rồi, như vậy là chúng ta đã có 3 kiểu để đi dự tiệc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé. Thì chúng ta sẽ cùng cột cao để nhìn cho thật là năng động. Tuy nhiên có một số bạn tóc ngắn ngắn ngang ngang ở kim hoàng đây thì rất là ngại cột cao, bởi vì khi cột cao thì sẽ làm giảm chiều dài của mái tóc. Nhưng chúng ta sẽ có một mẹo nhỏ để cột cao mà vẫn giữ nguyên được độ dài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Bước đầu tiên, chúng ta lấy 3 loạn tóc từ trên đỉnh đầu và tết theo kiểu truyền thống thành mái để tạo điểm nhấn. Bước thứ hai, lấy hết tóc phía nửa đầu trên và cố định lại bằng dây thun nào. Bước tiếp theo, các bạn lấy hết phần tóc còn lại phía dưới và cột cố định tạo thành đuôi tóc. Vậy là chúng ta có một kiểu tóc đuôi ngựa cột cao dành cho các bạn nữ tóc ngắn rất xinh xắn và điệu đà, phải không nào? Tinh đen, xong rồi, các bạn thấy có đơn giản không nào?
Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm kiểu cuối cùng. Kiểu búi này Kim Hằng bật mí với các bạn là nó sẽ vừa trẻ trung và vừa sang trọng. Bước đầu tiên, bạn lấy một khoảng tóc phần trên mái, xoắn tóc lại. Bước tiếp theo, quấn tóc theo hướng từ phải sang trái thành hình xoắn ốc, cố định bằng kẹp ghim. Bước thứ ba, buộc cao tất cả phần tóc còn lại bằng dây thun. Bước kế tiếp, kéo phần tóc vừa buộc lên cao, cuộn tóc theo hướng từ ngoài vào trong lòng bàn tay. Bước cuối cùng, cố định phần tóc vừa rồi bằng kẹp ghim. Với kiểu tóc búi phong quý phái này, bạn có thể kết hợp chúng với những chiếc váy cúp duyên dáng và điệu đà trong các bữa tiệc. Xong rồi, Kim Hằng chúc các bạn chúng ta sẽ thực hiện thành công nhé. Và đặc biệt những kiểu tóc này thì không có tốn nhiều thời gian của các bạn đâu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Quý khán giả có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, Hồng Nhi cùng Hải Triều xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.